nhìn trắng tươi không? Dạ trắng tươi tinh luôn. Không có một miếng gì màu mè hay là gì hết. Dạ chủ yếu là bột gạo với lại bột được phồng được cái bánh nè, là cái chỗ trên trên lên men đó đó. Cô chiên đây là nhà con cháu của cô nó ăn đó. Nó ra đây là nó ăn đứa ăn hơi là thằng cháu ngoại có 8 tuổi mà nó ra ăn hơi 4 cái đó. Dạ thôi nữa có tụi con ăn nữa. Chứ cô hồi đó giờ cô mần là buôn bán là không có làm việc gì mà ác hết trơn á. Cô bỏ đó ta ăn thiên bị đau bệnh rồi đó. Dạ. Cô có bỏ đâu, con này nó cô bỏ đường cát. Dạ. Bỏ vô biết đường cát nó cơ. Đường cát của mình á. Chứ còn người ta ta làm nó bỏ đường khoa học rồi đi cho nó không, cô không có làm gì. Để cho nó lên cái màu vàng này kia đó. Đó. Còn của mình là đường cát, cát trắng luôn cả cùng. Đường cát. Hay cái này chú chiên này đâu có bỏ đường nhiều. Dạ. Bỏ chừng 2 muỗng canh đường hoặc là nó ngọt rồi. Dạ. Đâu phải mình bỏ đường nhiều cái đâu lại cái ngọt nó còn là cái chuối nó không cùng. Chuối nó chín mùi đó. Dạ. Ngọt. Còn dầu thì dầu sạch cực kỳ dầu, luôn. Dầu này dầu tốt quá nha. Dạ. Còn loại dầu dở thì cô không có chiên đâu. Dạ. Cô có ngại không chia sẻ cho mọi người cô dùng dầu gì không? Hả? Dạ. Để con cho mọi người thấy cái dầu của mình luôn. Wow. Dầu mẹ là ngon nè. Dạ. Dạ. Các bạn nhìn nè, cô sử dụng dầu rất là tốt nha, dầu tốt. Dầu thương hiệu là Good Meal, là dầu thực vật cao cấp, và mình thấy có những cái dấu chứng nhận ở dưới này nè, rất là an toàn cho sức khỏe. Và cái chất dầu cực kỳ trong luôn, còn thương hiệu ở đây và cái dầu cô chiên vậy nè, nhìn cực kỳ trong bánh trong vắt luôn, nên là cái bánh chú chiên ra rất là an toàn mà giống như không có bị gắt dầu á cô. Con thấy hình như dạ dầu nó không gắt. Dạ. Dầu tốt mà nó không có gắt hết á. Dạ. Con thấy cô để lớp ở dưới. Nè gì nè. Dạ. Nè mình cán ra cho nó đều. Dạ. Nè. Hạ xuống. Hạ cho xuống nó rớt nhẹ nhàng xuống không có bị bật dầu lên. Là lúc này là phải để là lửa nóng không cục, lửa nóng dầu nóng. Thôi rồi cô bỏ mối cho tất cả những cái chỗ mà bán lẻ hay sao cô? Bỏ mối tất cả luôn, nó bán công ty rồi nó bán cho dân ở xóm chỗ khác nhiều nơi đó. Dạ. Đi chỗ này chỗ kia ai cũng lại lấy hết á, rồi phải thức sớm tranh thủ bánh cho ta. Có người ta đi bán xa đó là cỡ chừng 12 giờ 1 giờ ta lấy rồi. À vậy là giống như người ta quậy gắm đồ gì người ta lại người ta mua của đi mình. bằng xe rồi đó. Xe. Dạ. Đi xa đó. Có nói nè, công nhân nó đứng từ đầu cái cột tiệm đó tới gì đó luôn á, nó đứng đợi mua chú chiên mà lúc đó có ai đâu quay. Tại chị lúc đó còn biết cô sớm rồi nha, cô lại còn quay cho cô bánh ít á. Cô gói mà bột lọc nè ngon á, không phải bột luôn. Bánh ít với lại bánh cam đều là ở nhà mình làm hết luôn, ở nhà làm hết trơn nè. Và các bạn thấy là nguyên liệu tự nhiên hết trơn, đây là bánh ít luôn cô. Bánh ít nè. Dạ. Nè đó. Bánh ít ở ngoài bột gì, còn ở trong là nhân gì vậy con không biết? Đậu xanh. À đậu xanh. Đậu xanh nè. Dạ ở trong đậu xanh, còn ở ngoài cái nếp ở ngoài là nếp gì con? Bột lọc. À bột lọc gói với đậu xanh. Đậu xanh. Nhìn cái màu nó ửng lên trong trong á, đẹp. Đường thẻ đó. Đường thẻ cái đường mà đường viên bột viên viên như vậy. Đó đó, đường đó đó. Dạ. Con cảm ơn cô nhiều quá, cô gỡ cho chân tụi con quay luôn. Mọi người nhìn thấy chắc thích lắm á. Còn thầy là ở đây là họ không có ai biết gói. Vậy hả? Nó khó gói không? Phải biết mới gói được, không biết không gói được. Gói khó hấp lên được cái bánh như vậy không cô? Khó lắm. Nó giữ mà nó không có bị vỡ cái nhân bánh ra là cũng cả một vấn đề. Rồi, hướng dẫn luôn. Dạ. Ừ. Hướng dẫn từ A tới Z luôn. Dạ, Z luôn. Rồi, có bán bột luôn không cô? Bán luôn. Bán luôn á. Nếu mà ai coi được cái clip này á, con cháu hay là anh chị em nào á là muốn biết cái bí quyết làm bánh chú chiên lại đây tôi sẵn sàng chỉ luôn, cô chia sẻ chia sẻ luôn rồi cho như người ta cũng khổ như mình cho người ta bán cho có tiền của bạc người ta sống gì đó mà cô không có hiểm. Cô bác nào muốn tìm tới đây theo cái số điện thoại của tôi đó thì ai muốn cần cái ấy thì lại đây tôi chỉ tận tình. Con cũng thay mặt mọi người cảm ơn cô rất là nhiều. Wow, cái vỏ bánh rất là giòn nè, các bạn nhìn nè, đó, giòn và chuối vẫn còn cái thớ bên trong nè, rỗng ruột cực kỳ luôn, bởi vì cái bánh nó đã phồng lên hết luôn, và chuối ở bên trong nè, các bạn thấy vẫn còn sớ nè, chuối này cô lựa rất là kỹ. Mình mời mọi người nha. Giòn rụm à, quả thật là cô chiên trên 40 năm có khác nha mọi người.
Trái chuối rất là giòn và rỗng ruột, không hề thấm dầu. Các bạn hãy cùng với mình và anh Châu đi đến quán của cô để xem cái công thức pha bột đó là gì mà trái chuối ngon đến như vậy nha. Mời mọi người nha. Ngon quá. Dạ con chào cô ạ. Tụi con là kênh Châu Bò Review, thì tụi con chuyên quay những hàng quán ăn đường phố Việt Nam á, và những quán mà tụi con thấy rất là hấp dẫn ngon thì con muốn lan tỏa cho mọi người biết tới, để biết tới những hàng quán ngon để có thể lại thưởng thức các cô. Thì tụi con xin phép được quay quán của mình nha, tại vì cô chuyên trái chuối chiên đẹp quá. Tôi thì Cao Thị É. Dạ. Bán chuối chiên này là 40 năm rồi. Trời, 40 năm rồi đó cô. Vậy cô tụi càng gọi là sư phụ trong làng chuối chiên luôn rồi. 40 năm rồi đó, là bằng nuôi cả gia đình đó. Rồi hồi lúc mà mấy đứa chưa có chồng nó còn chút không á, 4 đứa gái không à. Dạ. Hôm nay là gã đứa nào cũng có con hết rồi đó, bự hết rồi đó, có đứa muốn có xui nữa rồi đó. Dạ, cô Yến cơ mà. Cao Thị É. Dạ, cô É, quán của cô É. Vậy thì cô mình bán quán của cô É ở đây là mình bán khúc này là khúc nào để cho mọi người dễ kiếm nè? Khúc gần khu công nghiệp Tiền Giang. Dạ, gần khu công nghiệp Tiền Giang. Con thấy chỗ này là, để con coi cái địa chỉ đường. Ngay gần chỗ bánh kem Thiết Minh đó, sát bên. Bánh kem Thiết Minh đối diện. Đối diện. Thiết Minh. Còn cái này là quốc lộ 1 khu công nghiệp Tân Hương. Tân Hương, nếu đúng rồi. Các bạn kiếm địa chỉ thì nằm ở ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Cô bán từ mấy giờ tới mấy giờ? Sáng thì bán cỡ 6 giờ rưỡi. Dạ. 6 giờ rưỡi đến 7 giờ rưỡi nghỉ. Dạ. Nghỉ rồi chiều thì cỡ chừng 3 giờ ra bán tới 5 giờ chiều nghỉ. Con thấy như vậy cô bán hai khung giờ có chút xíu à, sáng là từ 6 giờ cho tới 7 giờ thôi, tầm giờ đó. Ủa vậy sao cô lại bán có chút xíu giờ đó thôi vậy? Bán cho công nhân. Chủ yếu mình là công nhân giờ đó đi làm đó. Đúng rồi. Dạ. Còn chiều thì cũng là giờ tan tầm của công nhân luôn, cơ bản là 3 tới 5 giờ. Dạ. Vậy thì nếu như mà các bạn muốn ăn thì phải là canh đúng cái giờ đó thì mới có được ăn được món chuối chiên của quán cô É nha. Dạ, hơn 40 năm kinh nghiệm rồi đó. 40 năm. Con thấy nó phồng quá lên quá trời luôn nè. Không có bỏ quá chất nha. Dạ. Bột chuối chiên là chỉ mình nhồi ra là mình chiên thôi, chứ người ta bỏ bột nổi đồ không. Dạ. Người ta bỏ bột nổi, ta bỏ này kia nọ vô, còn tôi cô cũng không có bỏ gì trơn á. Ủa cô không bỏ sao mà chuối chiên nó lại nổi được hay mà, vậy? Cô chỉ có bỏ một miếng bột chuối chiên nè, chú cô chiên cô chừa lại á. Dạ. Chừa lại chừng nửa chén vậy á. Dạ. Rồi cô nhồi chung vô. Rồi cô để một tiếng đồng hồ rồi cô chiên là nó phồng vậy đó. Ủa là cái bột gì mà là cô lại trộn chung? Bột chuối chiên với bột gạo mình á. Bột chuối chiên hả? À. Ủa có cái loại bột chuối chiên đó nè. Có. Nhưng mà cái bột chuối chiên đó là mình phải mua, người ta có bán hả cô? Bán. Rồi cái xong rồi mình nhồi với lại cái bột gạo của mình. Bột gạo của ta đó, bột gạo mà thứ mà nó làm bịch nửa ký đó. Là cái bột gạo đó là bột gạo bình thường, thì gạo nó sao bình thường người ta xay ra đúng không cô? Xay ta hơi khô đó, người ta vô bịch. Nhưng mà cái quan trọng hình như là mình phải để cho nó lên men hay sao đó. Lên men mà lên men gì vừa thôi nghe, quá là cái bột nó chua. Cái bột nó chua là người ta không ăn, người ta chê. Cái quan trọng mà để mà phồng được cái bánh là cái chỗ trên lên men đó đó. Dùng của mình, xứ mình là xứ chuối, là thường là chuối của mình để mà chiên chuối sim. Chuối sim mà này cũng nhiều loại chuối lắm nha. Dạ. Mình mua chuối sim là chuối sim đen, sim trắng. Dạ. Chuối sim mà cái kiểu mà chuối sim mà sim bở nè. Dạ. Sim xanh nè, là hai cái thứ đó là chiên không được. Dạ. Chiên nó đen với miếng chuối. Chiên cái thứ hai đó là nó mùi cỡ nào giờ chiên ăn nó cũng chát. Dạ đó. Tại vì cái vị chuối của chuối sứ đồ gì á, nếu mà không đủ độ với lại nó không phải đúng loại chuối là nó hơi có cái bị chát, cái bột chát. Nó ra chát. Dạ. Chát đó. Phải mua đúng chuối mới được chứ còn không phải là đúng là ngay từ nào. Cái lựa đã khó rồi cái bột mà còn phải để nữa, rồi xong rồi cô pha lên đúng rồi xong rồi mình chiên mua đi bánh đi nguyên gia đình lại mua luôn kìa. Người ta lại bán không? Cái này cô chiên từ hồi nào giờ á. Dạ. Chiên lâu rồi. Còn cái lúc chiên á là trái chuối chiên của mình á là mình bỏ vô bột xong rồi mình chiên luôn hay là mình phải chiên tới chiên luôn nhiều lần vậy cô? Ép ra để cái này nè, để trong cái dĩa này để hết 2-3 vòng vậy nè. Dạ. Rồi xong rồi cái đầu cô có cái máng này nè, cô múc bột cô chải lên miếng, bỏ miếng chuối lên rồi chải lên lớp bột nữa đổ vô. Rồi nếu cô làm thử cho con coi luôn nha. Con thích coi quá.
với lại trái chuối chiên của mình á, cái hình dạng á nó rất là xuôn mà nhìn nó xinh quá ha cô. Ở đây cũng có người ta chiên đó mà mấy người đây tay chiên sao mà khéo quá. Dạ. Còn nhìn nó no nút nít à, chị thấy cưng ghê vậy đó. Nó phì lại nổi chở không được luôn á. Dạ. Chở bề này cái nó lật lên bề kia vậy đó. Cô biết là sao không? Nhiều người thích chiên chuối lắm nhưng mà thí dụ như nhà con là cô con mua về á, cái cũng trộn bột đồ gì cái chiên cái hỏi thành cái bánh dẹp lép à. Dạ. Mà nó đang tươi à. Dạ. Này cô chiên vậy đó là con nghĩ cái bí quyết nó nằm ở là tới 40 năm mình chiên tới chiên lui, chiên tới không mức mà mình rành luôn á, có không cô? À, cái này là chiên gì nè, ngày nào bán hết ngày đó. Dạ. Lát nữa công nhân về nó bu nó mua dữ lắm luôn. Dạ. Nó bu nó mua bán không kịp luôn, ổng phải ra phụ á. Dạ. Thôi, chú là phụ cô cũng 40 năm luôn rồi. Ổng mới phụ đây à. À vậy hả? Hồi trước của chuyên mình. À lúc trước chắc là chú có công việc xong rồi giờ chú ra chú phụ luôn. Như vậy là cô chú là cùng nhau làm vậy chắc là vui nè. Lúc nào cũng có người này người kia hết, phải cô cho còn chuyên là chú là sẽ bán phụ cô. Nè, chú nè thấy chưa hấp dẫn. Dạ. Không? Đó, dạ. Nè. Chuối phải chín tới vậy nó mới chín ngọt. Mùi nè. Dạ. Là mình phải mua trước xong rồi mình để cho chín như vậy thì mới chiên được trái chuối lên. Như cô để đây không? Mua một lần là 30-40 kg. Dạ. Chuối á. Chuối này ở vườn mình mua tại vườn luôn. Dạ. Mua tại vườn luôn á. Dạ. Ừ. Rồi về cái mình chiên chứ mình không có mua chuối người ta bán đi bán lại, ta bán mắc mình bán chiên có lời. Vô tại vườn mua luôn. Dạ. Phải vô vườn như vậy mình cũng chọn được cái trái chuối mà mình ưng ý đúng không cô? Đúng rồi, đúng rồi. Đúng cái loại chuối giống như hồi nãy cô nói là xu chuối phải là sim vô trắng vườn. Hoặc là sim đen. Và cái loại của nó là phải làm sao mà nó nè, này sim đen nè. Dạ. Còn sim trắng thì nó trắng hơn cô. Sim trắng này nó trắng mà chả gì dài lắm. Dạ. Còn cái này nè nó không được dài mà nó tròn gì đây nè. Trái chuối á. Dạ. Một lần vậy là cô để vậy là được bao nhiêu trái cho một mẻ vậy? Cái chảo này là chiên một lần là tới mười mấy cái là. Rồi sao hay vậy? Con thấy cái chảo cũng nhỏ nhỏ xinh xinh thôi mà sao mà tới được mười mấy trái hay vậy trời? Bởi vì cái bếp ga này nè nó nhỏ. À. Ở trong có chảo chống giúp bự nữa mà. Dạ. Không có được. Thấy không? Bởi vì bàn ga bự vậy nè. Dạ. Cái lòng này nhỏ nè, cái đầu cái hơi sức của nó không đủ á. Dạ. Cái bánh nó làm như nó hút dầu nó không được ngon. Wow. Tức là cái chảo này cái hình của cái chảo nó cũng ảnh hưởng tới cái chất lượng của cái trái chuối nữa. Ảnh hưởng, nó bự quá cái gió nè. Dạ. Nó đàn qua đàn lại nè, cái đầu dầu nó không có được lên không được nóng hung cái đầu cái bánh chuối chiên nó hút dầu. À. Nó không tức là cái dầu nó không được nóng đều á, không có chín đều trái chuối. Ừ đó đó. Rồi thành ra chiên cái chua cái chảo này, cái chảo này nè sức nóng của nó nhiều. Dạ. Cho nên cái bánh nó hồng. Con thấy cậu coi vậy chứ cô cũng phải chiên quen á, cô mới canh được cái lửa của nó. Đúng rồi. Chỗ nào. Cái đúng đó rồi. Là hỏi là mình giống như mình phải cẩn thận lắm phải không? Mình phải coi xét kỹ lắm. Ở đây cũng có người chiên á, mà ta chiên ai cũng nói là chiên không có khéo. Nói sao cô chiên khéo quá vậy? Bởi vì mỗi người có một cái khả năng riêng ha. Đó, như cô chiên chuối khéo vậy chứ nhiều người họ muốn mà họ làm đâu có được đâu. Đằng đó có một cô chiên nó chiên ở bển mà. Dạ. Cái bánh chuối chiên nhìn không có bóng láng gì nó nổi mục nói ấy trơn à. Trái chuối chiên của mình chiên lên con thấy cái lớp bột của mày nó mượt ơi là mượt luôn. Mượt là giống như là nó đi dầu hết vậy đó. Nó ráo, nó rất là ráo dầu. Như cô đợi để lên kìa. Cái dầu mà để mà thấm xuống dưới miếng giấy con thấy hầu như không có luôn. Không có thấm luôn. Mà người ta thích là trái chuối chiên nó ráo dầu để nó không có bị gắt hồng á cô. Ừ, không có bị gắt. Rồi cái màu mình lên cũng vàng ươm nữa. Với lại nó để như vậy là nhìn thấy cái độ giòn của nó rồi. Tự nó vàng đó, người ta thì còn bỏ màu đâu phải không? Dạ. Này cô để tại vàng tại vì trên đường quốc lộ mà chạy xe quá trời. Đó chỉ không. Cái này là nó vàng tự nhiên. Dạ. Không có bỏ màu, bỏ gì hết trơn, nó thấy bột nó tươi. Con nhìn thấy cái thớt này nhớ hồi trước con ở dưới quê con ở Vĩnh Long á. Dạ. Cũng xài cái thớt giống vậy. Rồi xong rồi cũng con dao bầu vậy, chặt dừa này kia làm đa năng hết. Bây giờ tới cô sử dụng con dao bầu này để ép chuối. Vậy hả? Cái thao bột của cô pha sẵn luôn. Pha sẵn? Dạ. Wow. Đó. Trời, nhìn trắng tươi không? Dạ, trắng tươi tinh luôn. Không có một miếng gì màu mè hay là gì hết. Dạ, chủ yếu là bột gạo với lại bột chuối chiên lên men. Bột gạo. Bột nên mình để lên men cỡ khoảng bao lâu là vừa vậy cô? Nhồi á, mình nhồi cỡ một tiếng. Dạ, nhồi một tiếng. Ừ, là ra chiên đó. Dạ, rồi xong rồi để ra chiên là vừa. Có lúc đó là bột nó khô nó nở ra đó. Dạ. Chiên. Rồi mình đổ nước vô hả cô? Đổ nước vô. Dạ. Nước con tên đó.
đổ vô cái mình nhồi để chừng tiếng một hồ gà ca chiên là dạ. Đó, bây giờ là tới công đoạn cô cái này gọi là để tha bột lên chú chiên không cô? Con thấy cô để lớp ở dưới nè gì nè. Dạ. Nè mình cán ra cho nó đều. Dạ. Nè. Hạ xuống. Thả cho xuống nó rớt nhẹ nhàng xuống không có bị bật dầu lên. Là lúc này là phải để là lửa nóng không cục, lửa nóng dầu nóng. Lúc đầu nó chìm nha, rồi cái từ nó nổi lên. Và các bạn thấy cái lớp bột của cô nó phồng lên nhưng mà vẫn rất là trắng. Trắng cực kỳ luôn. Là nhờ bột của mình là không có cái gì là thành phần hóa chất đồ gì đó. Đó nên là cái bột nó mới trắng được như vậy. Rồi nó vừa mới trắng mà con thấy nó nổi lên rồi kìa. Nó nổi lên giống như là miếng trứng lớp la mà người ta chiên á, cái nó nổi lên vậy đó. Đó nó vậy đó. Nè. Đó. Rồi hồ nó vàng, tới nước nó vàng tự nhiên. Dạ. Nó vàng tự nhiên luôn à. Không có. Mà cái bột của cô cũng hay quá ha. Con thấy nó gần vậy mà nó ít dính lại với nhau ghê vậy đó. Không dính. Biết sao không dính không? Dạ. Bỏ miếng sữa đậu nành. Ồ. À thì ra hàng chi cái màu này nè, cái màu này nó rất là trắng mà con thấy quen lắm nè. Cái này là bột sữa đậu nành có vô trong chớp đậu xíu nè. Thì ra là muốn mà không có dính vào thì đúng có thêm chút xíu sữa đậu bột đậu. Một chút xíu sữa đậu nành. Dạ. Biết chi không? Cho cái nó không dính. Dạ. Nó cũng đỡ cái phần dính. Dạ. Chứ người ta chiên đồ gì á, mấy cái này nè mà dính lại cái chắc là nó dễ bị vỡ trái chuối lắm. Đúng rồi. Nó không được bóng. Dạ. Bỏ miếng sữa đậu nành vô là nó bóng. Dạ. Nó làm cho trái chuối bóng lên nó đẹp hơn. Tại cậu quay thì tôi nói cậu biết chứ nhiều khi người ta lại ta hỏi chiên sao tôi không có chỉ. Cái này là bí quyết đúng không cô? Bí quyết. Dạ con cảm ơn cô rất là nhiều. Nhưng mà cho dù bí quyết như thế nào nữa mà để chiên trái chuối là không ai chiên ở nhà được đâu. Rồi còn phải canh lửa, con thấy cô đứng đây rồi vậy coi vậy chứ cũng làm cũng mệt lắm hả cô? Tuy là một thời gian chỉ có đâu có khoảng 2 tiếng thôi nhưng mà mình tập trung rất là nhiều. Mình vớt ra rồi vớt. Dạ. Đầu là mình phải nhúng bột một lần nữa. Dạ, cái này cô chiên cô nhúng bột lần thứ hai nè. Ta nhúng 3 lần, tôi có 2 lần à. Dạ. Coi như là lớp đầu để tạo cái lớp phủ áo bên trong trước. Con thấy cô chiên nhanh lắm, cái cô để ra. Rồi cô lại nhúng thêm một cái lớp bột nữa. Ừ. Đó, cái này là nhúng bột lần thứ hai nè con cô. Lần thứ hai. Dạ. Mình gấp ra cho nó gáo, cho nó gồng, bỏ ra hết đi. Trời, 40 năm cả một chặng đường, biết bao nhiêu câu chuyện trong đó hả cô? 40 năm rồi đó. Từ quán chú chiên này mà con cái mình được đi học này kia quá trời quá. Ban đầu á là từ nhà tôi ở Tân Thạnh á. Dạ. Tân Thạnh cũng chiên chú chiên này nè. Dạ. Bỏ mối bán lẻ không á là một buổi sáng đó nghe. Dạ. Một buổi sáng tỏ chừng 9 giờ 10 giờ đó nghe, từ sáng. Bỏ mối với bán lẻ không là 3 triệu. Wow. Chiên chú chiên á. Rồi xong rồi cái bắt đầu á là con cái đi xuống đây làm công ty nè. Dạ. Ổng cũng mừng luôn. Dạ. Rồi cái đầu nó nói thôi mẹ đừng ở nhà trên ở bệnh hoạn rồi không hay. Dạ. Thôi mẹ xuống đây mẹ bán luôn đi, mới xuống đây bán nè. Dạ. Thôi vậy con của cô được vậy là cũng có quan tâm, cũng có hiếu với cô lắm đó. Với thằng cháu ngoại nữa. Dạ. Thằng cháu ngoại nó hồi đó thì nó chưa đủ tuổi nó ở với tôi. Dạ. Rồi nó đủ tuổi nó cũng đi làm luôn nữa, rồi bắt đầu là đi theo này luôn bán luôn. Dạ. Mình cứ lúc trước bán Tân Thạnh á, bán quê. Mình đi đây mình gần con gần cháu nhiều khi nó là cũng kêu, vui hơn. Gã ở đây không nè. Dạ. Con cái gã đây không, xuống này cũng gần nó. Coi như về lần hồi nó cháu bu lại, có nhiều bánh là quất hết. Nó đi làm là tới bữa nay thứ bảy đúng không? Dạ. Là 4 giờ rưỡi là gì hết. Dạ. Rồi về là cũng thế nào cũng ghé ngang đây thăm ngoại, thăm nội. Có nhỏ gái nó đăng lên á. Dạ. Nhỏ gái nó quay đăng lên á. Trời, đăng lên thì chắc nhiều người biết tới thích lắm hả cô? Biết, ghé này nó mua vô. Dạ. Con cũng mong clip của tụi con là lan tỏa được tới nhiều người hơn nữa. Yeah. Người ta được có cơ hội thưởng thức món trái nè, món chú chiên mà hơn 40 năm hơn 40 năm tuổi nghề của mình luôn. 40 năm luôn. Dạ. Chiên hồi lúc đó đâu tôi đâu có 30 tuổi rồi, tới giờ tôi 57 tuổi rồi đó. Dạ. Rồi 40 năm như vậy có cái lúc nào mà cô chiên chuối mà cô cảm thấy cho nó mệt mỏi hay cái gì không cô? Không. Hồi lúc đó chiên á là 9 giờ đêm chiên rồi đó. 9 giờ đêm, ủa sao lại chiên buổi tối vậy cô? Bỏ mối á. Bỏ mối chiên 9 giờ đêm chiên, chiên tới 5 giờ chiều. 9 giờ đêm mà chiên tới 5 giờ chiều. 5 giờ chiều. Là 5 giờ 9, chiều. 9 giờ đêm hôm nay rồi cô chiên tới 5 giờ chiều luôn. À, hôm sau luôn. Ừ. Tớ nói chiên biết rồi, tớ nói thức kiếp cũng chết luôn. 9 giờ đêm mà tới 5 giờ chiều hôm sau chiều lại nữa.
9 giờ sáng dạ. Mà tới 5 giờ chiều mới gọi nghỉ. Trời ơi. Vậy đó. Trong trời xong rồi bao nhiêu năm trong cái chiên vậy thì cô thấy cái lúc mà mình chiên chuối như vậy nè, cái công đoạn nào là khó nhất vậy cô? Tới cái công đoạn mà kiểu như là khó là tới cái lúc mà chiên mà kiểu như đi mua chuối rồi. Mua chuối lại khó nhất. Ừ, lúc đó là biết lấy 100 ký. Dạ. 200 ký. Dạ. Nhiều lắm đó, 100 ký, 200 ký là chắc là còn mấy chục quầy á. Rồi khi mà không có đó là phải đi quần đi kiếm mà không có chuối rồi cái người ta lại bánh không lấy bánh không có người ta chửi. khó nhất là cái chỗ đó đó. Tao lại giao hàng không kịp luôn á. Cái gì mà bánh không có sao tao bán? Trời ơi trời, mà khi chuối nó hút quá. Trời ơi mua trần thân luôn đấy. Bánh sắp, cam cũng vậy. Cái mùa sắp tới nè là cái mùa mà dạng hơi trời mưa á là người ta thích ăn chuối chiên lắm mà cô, cứ lạnh người ta thích ăn chuối chiên lắm. Thích ăn lắm, nhất là cái nghề chuối chiên của cô, tại cô đi đây rồi chứ thôi cô về Tân Thạnh cô chiên hen là ta ăn với ta quen là ta xích ta mua. Dạ. Mua bán không kịp. Dạ. 20, 30 gì ôi, có thấy người cái 100 ngàn cũng có nhà đông lắm. Món bánh này món bánh ở miền Tây mà con thấy nó phồng lên, mà hồi đó đi chiên là không ai quay hết trơn á. Thôi lúc đó có người quay đi. Có nói nè, công nhân nó đứng từ đầu cái cột tiệm đó tới gì đó luôn á. Nó đứng đợi mua chuối chiên. Mà lúc đó có ai đâu quay. Tại chị lúc đó còn biết cô sớm à, cô lại còn quay cho cô. Nó đứng mà ghiếp mà chiên bánh gì nè, nó biểu gấp ra đi. Dạ. Không kịp luôn á, nó kêu trắng trắng vậy nè, kêu gấp ra bán nó đi. Một lần vậy nè, là chiên một mẻ vậy là tốn khoảng bao lâu thời gian vậy cô? À, một mẻ gì nè, 5 phút à, 10 phút à. Dạ. Tới cái lúc mà mình thấy nó vàng là vừa ở phân cục. Ừ. Vàng là vừa là vậy đó. Với lại con thấy cô chiên á, cái vụn á nó ít hơn là so với những người khác chiên á cô. Những người khác lúc mà họ chiên lên á thì là cái vụn ở ngoài nè, người ta bị ra cái vụn á nhiều lắm. Trong khi cái bột của cô á, con không thấy nó ra cái vụn nhiều. Nó ra ít thôi à. Mà cái đó nó làm cho cái nước của mình lúc nào cũng trong hết trơn. Đúng rồi. Không có bị cháy. Đúng rồi. Có người ta chiên không biết sao nó là ta bỏ cái gì á mà chiên cái dầu đang thui à. Dạ. Dầu trắng tươi à. Thôi mình cứ thà là mình cứ làm theo đúng lương tâm của mình, cái nào cũng tự nhiên hết thôi. Rốt cuộc cái thành quả của nó lại tốt hả cô? Giờ nó bán dầu lẻ đó, dầu phộng, dầu một thứ mà người ta chiên rồi nó mua gì rẻ đó. Dạ. Chiên dầu nó chiên bị đen. Dạ. Còn này tôi mua dầu trong can nó không. Lúc nào dầu nó cũng trong, nó cũng vàng á, chứ không khi nào dầu đen hết. Hay ghê vậy đó. Bởi mình chiên người ta ăn có như mình ăn là mình nghĩ vậy đó. Dạ. Là lợi ích một chút. Ngoài chuối chiên ra cô còn bán cái gì nữa nè, con thấy cô bán hình như tới mấy món nữa, cô giới thiệu luôn cho mọi người được không? Bán chuối chiên, bánh ú, bánh ú nè, bán rồi còn như này nè. Bánh đó là bánh gì vậy cô? Bánh cam. Bánh cam. Bánh cam hiện nay thôi bán. Bánh cam nhà làm luôn hay bánh cam mình lấy ra? Ở nhà làm không à, bánh ít. Bánh ít nữa, bánh cam với bánh ít. Cái này sắp vàng rồi nè. Phải sắp vàng. Bánh ít thì bánh này cô bán là giá cả sao nè? Chuối chiên trước đi cô. Chuối chiên là cô bán đắt nhất, là cô bán nhiều trái vậy? 10.000 ba cái. À tới 10.000 ba cái. Giờ cái giá này là dễ ăn lắm đây. Hàng kia ai cũng thích tin. Ta bán nó mua công nhân nó nói trời sao gì bán rẻ dữ vậy? Ta bán tới 7.000, 10.000 gì bán rẻ vậy? Nói thôi con gì bán cho công nhân, gì bán cũng vừa thôi con ơi, vậy đâu có lời nhiều đâu. Không ham lời nhiều. Dạ. Người ta ăn người ta cũng thích là ăn vừa túi tiền của người ta. Đúng rồi, vừa túi tiền ta thôi. Mình dễ bán, người ta cũng dễ ăn, rồi ăn ngon người ta quay lại, người ta mua lại nữa của mình cũng dễ. Dạ. Còn bánh ít với lại bánh cam cô? Bánh cam thì bán cũng 10.000 ba cái luôn. Dạ, nhưng mà lúc nào cô con thấy cô cũng đảo hết trơn á, phải đảo cho đều. Đảo cho nó đều, dạ. Mình chở qua chở lại cho đều á. Dạ. Chứ không thân một bên nó vàng, một bên nó trắng, cái mình, dạ. Mình không có đều á. À, không có chỉnh được đúng không? Đúng rồi. Nè, chở gì chứ nó bánh nó đều nè, thấy chưa? Dạ. Rồi vậy giờ cho tụi con ăn một cái, tụi con review cho mọi người thấy nha. Rồi tự nhiên. Dạ. Rồi xong rồi, con xin trái này nha, để con ăn thử đi. Nha. Bỏ dạ. Xuống 5 cái luôn được. Dạ con cảm ơn cô rất là nhiều. Chuối chiên vừa mới được chiên ra của quán cô é, hơn 40 năm cô chiên món chuối chiên này rồi. Rất là đông khách nha các bạn. Wow nóng quá. Wow cái vỏ bánh rất là giòn nè các bạn nhìn nè. Đó. Giòn và chuối vẫn còn cái thớ bên trong nè, rỗng ruột cực kỳ luôn, bởi vì cái bánh nó đã phồng lên hết luôn. Và chuối ở bên trong nè, các bạn thấy vẫn còn sớ nha. Chuối này cô lựa rất là kỹ, phải đúng chuối và tận vườn luôn. Bây giờ
xin mời mọi người, mình xin phép thử cho mọi người xem cái vị bên trong như thế nào nha. Mời mọi người nè. Ngon quá cô. Cái bột này mình bảo đảm là bột tự nhiên, ăn vô là biết liền. Bởi vì chỉ có pha bột tự nhiên á thì cái lớp bên ngoài nó giòn và nó còn giữ lại cái lớp này nè, cái lớp nếp này nè, cái lớp nếp mềm bên trong nè. Nhưng mà cô lại rất là hay là làm cho cái lớp bột này nó phồng lên được mà vẫn là cái bột thành phần tự nhiên là chủ yếu. Còn chuối của cô sao mà nó ngọt dữ vậy cô? Chuối nó mùi nó ngọt ghê hả? Mà nó không bị tan nha. Các bạn để ý lại một lần nữa nè, các bạn thấy cái thịt chuối không? Không có hề bị tan ra, mà tuy là chuối chín ngọt nhưng mà không bị tan. Để mà làm được điều đó mà mình nghĩ cô phải có một cái bí quyết gì đó của riêng cô, mà không phải là người khác người nào cũng biết được đâu. Ngon quá cô ơi. Hồi nãy giờ con ăn chuối chiên mà ngon quá trời luôn, mà quay lại cũng cách cô làm cũng hay nữa. Vậy nếu như mà mọi người coi clip này nè, cái thích chuối chiên cô làm nè, mà lại thích cái vị này nữa, rồi thích cô nữa, rồi người ta muốn mua cái bột của cô, hoặc là người ta muốn lại người ta học nghề chuối chiên của cô á, thì cô có bán bột với lại hướng dẫn không à? Rồi, hướng dẫn luôn. Dạ. Hướng dẫn từ A tới Z luôn. Dạ, Z luôn. Rồi có bán bột luôn không cô? Bán luôn. Bán luôn nha. Vậy thì nếu như mà mọi người thích món chuối chiên này và thích một cái bí quyết nào đó rất là hay để làm chuối chiên thì liên hệ với lại cô é ở đây nha. Vậy cô cho con số điện thoại để mọi người có thể liên lạc được không ạ? Rồi cho đọc số. 0844. Dạ. 80 nữa. Rồi. Là con là số mấy vậy vậy chú? Chú đọc lại một lần được không ạ? 08 44 80 70 80. Dạ, cái đó là số điện thoại Zalo luôn hả cô? Đúng rồi, Zalo luôn. Zalo của cô é. Nếu như mà mọi người có muốn có cơ hội gặp cô hoặc là mua bột của cô thì mọi người liên hệ với số này nha. Con cũng thay mặt mọi người cảm ơn cô rất là nhiều. Cảm ơn cái tâm cũng như cái lòng của cô vừa đối với lại khách hàng mà lại vừa đối với lại những người mà quan tâm tới cái chuối chiên này nữa. Dạ, con cảm ơn cô. Bây giờ mình chào mọi người một tiếng nha cô. Rồi, xin chào cô bác anh chị nha. Dạ, chào mọi người nha. Nếu mọi người thích thì hãy ủng hộ quán của cô cũng như là theo dõi và theo dõi kênh của bọn mình để biết thêm được nhiều hàng quán ngon, sạch và đẹp và có tâm nữa giống như quán của cô é nha mọi người. Chào mọi người.